Đây nó là mình lao cái cột nhôm này nè, lao cho nó sạch đi, đừng để bụi bám hay là cát gì bám lên đây. Tại vì cát mà nó bám lên đây thì mình in xuống cái này nó sẽ chày cái bàn, chày cái bàn là mình in nó sẽ rất là xấu. Mình kiểm tra cho kỹ, cái này rất quan trọng. Sau khi mình kiểm tra kỹ rồi thì mình sẽ gắn nó vô. Thì lưu ý là cái cục này nè, là nó cái chốt điều khiển nó nằm ở đây, khi khóa là nó sẽ cứng, khi mở ra nó sẽ lỏng để mình dễ. Thì mình phải xoay cái chốt của nó hướng vô trong, hướng vô trong như thế này, còn hướng ra ngoài vậy á thì cái cục này xoay qua bên đây là nó không đúng. Thì cái này phải xoay qua bên tay trái, cái này thì ở trong. Cái cục nhôm này á thì cái phần nhiều á là nó nằm bên tay trái luôn. Thì khi mà mình lắp ra nè, mình lắp vào đúng á thì mình sẽ không kéo ra phía trước được, mình đẩy ra phía sau được nhưng mà mình không kéo ra phía trước được. Mình dặn cái này lại. Rồi sau khi mình dặn xong thì mình chỉnh cho nó ngay ngắn, mình đừng để nó dày hoặc là dày, thì khi nó hạ xuống nó sẽ đụng vô cái cạnh của cái bể này, nó sẽ hư. Thì mình phải để nó ngay ngắn vậy, đúng luôn là cái thằng này nằm bên đây, cái phần lớn là nó nằm bên tay trái. Rồi sau đó là mình một tay mình giữ cái này, tay này thì mình mở cái chốt này, mở cái chốt này mình phải giữ nha, tại vì ví dụ như để mình không giữ được, không giữ mà mình mở cái này đó, nó tụt xuống thì nó không tốt nên mình phải giữ. Mình nâng lên, mình khóa lại, bắt buộc phải nâng kịch lên, bắt buộc phải nâng lên. Cái động tác này rất quan trọng, bởi vì khi mà anh không nâng lên, anh để như thế này, khi anh bắt đầu in một cái mẻ mới, thằng này nó hạ xuống, chẳng may mà nó chưa có canh được á, nó sẽ đục vô cái bàn, nó sẽ làm hỏng cái bàn, cái bể in. Thì cho nên để tốt nhất á là khi mình làm cái gì, in xong là mình nâng này là hết cỡ, chốt lại, rồi chỉnh này ngay ngắn, rồi xong cái phần trên cái máy là xong. Rồi sau đó là mình qua cái phần sử dụng cái phần mềm. Thì đây làm lại ha, mở phần mềm lên, rồi ở đây là cái nút đầu tiên ở bên tay trái này nè, là để mình mở cái file, để mà mình mở cái mẫu để mà mình, thì mình nhấn vào, mình chọn mẫu, ví dụ như mình chọn mẫu này đi, mình sẽ chọn cái mẫu không bị lỗi này. Chọn mẫu không bị lỗi, ok. Để mà xóa thì mình bấm vô cái nút chữ X này là nó xóa sạch luôn. Mình chọn cái mẫu khác, mình chọn mẫu này không lỗi, chọn mẫu số 2. Rồi, một mẫu mình tiếp tục mình chọn thêm một mẫu nữa, mẫu số 1 này, mẫu số 3 này. Thì đây mình làm thử hai mẫu cho xem cho nó nhanh, bởi vì càng mà mở càng nhiều mẫu thì máy nó sẽ càng chậm đi. Anh cứ mở ba cái này, ba cái vừa ngang. Thì khi mở thì tất cả các mẫu nó sẽ mặc định, nó sẽ nằm ngay giữa, nó chồng lên nhau hết. Mình mở thêm một cái, thêm một cái giống vậy. Tức là ở đây nó sẽ hiện ra nè, mình mở hai mẫu số 2 và một mẫu số 3. Thì sau khi mà hiện ra rồi mình chọn trên này, ví dụ mình chọn mẫu số 2, mình đóng cái này lại, mình chuyển qua cái nút Move này để mình di chuyển. Thì mình muốn di chuyển nó qua trái hoặc qua phải 5mm thì mình chọn đây số 5, mình bấm dấu cộng hoặc là trừ, ví dụ mình bấm cộng thì nó chuyển qua. Đấy. Rồi mình muốn cái này là sang trái hoặc sang phải. Còn mình muốn nó ra trước hoặc ra sau đó, thì mình có thể chỉnh đây. Nó di chuyển mỗi lần nhiều hay ít đó, là phụ thuộc vô cái số mình đánh ở đây. Ví dụ mình đánh vô 10 vậy, mình bấm một cái là nó nhảy xa ra. Thì khi nó xa ra quá, cái vách này nó hiện thành cái màu đỏ nè.
tức là nó đã lọt ra khỏi cái vùng để in, thì mình phải kéo nó vào lại, mình kéo vào lại hai, kéo vào, đây, nó mất, như thế này thì được. Rồi mình tiếp tục mình chọn cái màu khác, mình chọn màu số 3. Thì khi mình chọn màu số 3 thì thấy ở trên này nó tạo thành cái khung đỏ, thì mình phải tiếp tục di chuyển nó. Ví dụ vậy ha. Rồi còn sau mình đóng cái này lại, đóng cái này lại, còn mình muốn xoay nó theo một cái góc nào đó thì đây có một xoay nè, cái mục thứ hai ở dưới lên, mình muốn xoay cái góc bao nhiêu thì mình gõ vào, giờ mình sẽ xoay góc này 30 độ, gõ vào 30 và xoay thì nó sẽ xoay. Cái nút này á, là nhìn từ trên xuống, mình bắt đầu mình bấm thì mình sẽ thấy nó xoay. Rồi xong mình cứ làm xong mình đóng lại thôi. Còn trong trường hợp mà mình muốn cái nhẫn này nó chạy lên, tức là nó đi lên hoặc là âm xuống, thì mình chọn ở cái dòng thứ ba này của cái mục này. Bây giờ mình muốn nó âm xuống 2 ly đi đó, thì đây nó âm, bắt đầu âm xuống, mình cứ bấm thì nó sẽ âm xuống dần. Thì cái phần âm xuống này máy sẽ không in, nó chỉ in từ bắt đầu từ cái phần này trở lên thôi, nó sẽ bỏ cái phần âm này đi. Thì ví dụ mình lỡ mà mình chọn nó lên xuống lung tung rồi á, mình chả nhớ là làm như thế nào á, thì mình cứ chọn một cái nhẫn ở đây có một cái nút, nhấn vào nút này thì nó sẽ trở lại cái vị trí mặc định của nó, đó là nó sẽ trở lại đúng cái vị trí trên cái bệ. Hôm này cũng vậy, nhấn vào đây, hôm này nhấn vào đây. Rồi ví dụ như mình xếp nó lung tung vậy, mình muốn máy nó có thể tự xếp lại cho mình bằng cái nút này, mình nhấn vào đây một cái nó sẽ tự dàn lại mà nó sẽ không chạm vào nhau đâu. Vâng, thì đâu mình nhấn vào thì mình vẫn phải kiểm tra đấy, mình kiểm tra bằng cách mình nhấn vào cái nút nhìn từ trên xuống này, mình nhấn vào mình xem coi nó có cái chỗ nào nó chạm vào nhau hay không đấy. Máy làm thì người vẫn phải kiểm tra thôi. Rồi sau khi mà mình xếp mẫu ok hết rồi á, mình sẽ tạo cho nó một cái lớp đế để in. Thì mình nhấn vào dấu cộng bên tay trái này, nhấn vào cái nút này, nó sẽ không có lớp đế này thì nó vẫn in được, không có lớp đế nó sẽ không in được. À, thì nó sẽ tự tạo ra lớp đế này. Lớp đế này mặc định là dày 1 ly, nhưng mà 1 ly thì rất là dày và hao resin, thì tốt nhất là mình nên làm cho nó mỏng lại bằng cách mình chọn vào nó. Ở đây mình gõ vào là 0.58, số này thì bên công ty mình đã thí nghiệm nhiều lần rồi cho nên mình cứ sử dụng thôi. Xong mình bấm âm. Đấy, thì nó sẽ âm xuống bớt là 0.58 ly. Sau đó mình cứ chọn hết tất cả các lớp đế thôi, mỗi cái nhẫn nó sẽ có một cái lớp đế riêng, nên mình chọn âm xuống. Đấy, rồi xong, sau khi mình chọn cái này xong rồi thì mình qua cái 0.58 thì cảm giác như cái nhẫn nó vẫn hơi cái nhẫn hơi âm thế này, thì là do nó vẫn ăn vào đây. Thì mình nhấn vào cái nhẫn ở đây, mình gõ vào là 0.42, tại vì 0.42 với 0.58 cộng lại bằng 1 mà, tức là lớp đế, cứ gõ vào 0.42 sau đó bấm cộng đấy là nó chính xác luôn. Bấm cộng, thằng này cũng vậy, bấm cộng. Đây, thì sau khi xong rồi thì mình sẽ bấm vào nút này, mình chọn cái thẻ thứ hai này. Anh nói lại trước kia đi, bấm vào cái nút nào nhỉ? Rồi mình nói lại. Mình sau khi ấy xong mình ấn vào nút nào nhỉ? À không, sau khi ấn mình chọn nút nào mình sau cùng nữa. Vâng, mình chọn cái nút này. Confused. Rồi chọn, rồi mình sẽ chọn cái bên đây. Chọn cái bên phải này nè, chứ không phải cái bên trái nha. Cái bên trái là cái này là khác.
chọn cái bên phải này, rồi mình bấm vô cái nút này, bấm vào cái, sau đấy mình bấm vô nút này. Đó. Thì mình thấy cái nút này mờ đi có nghĩa là tốt. Hai cái nút này có nghĩa là để cái máy vi tính và cái máy in nó kết nối được với nhau. Khi mình bấm nó mờ đi có nghĩa là hai ông này đã kết nối được. Nếu bấm vô mà nó không mờ đi á thì có nghĩa là hai ông này vẫn chưa kết nối. Cái nút kế bên là để ngắt kết nối nó đi. Chưa kết nối thì mình phải kiểm tra dây à? Vâng. Không kết nối thì có thể là nó bị lỏng dây gì đấy. Thì mình cắm lại. Đây mình bấm này ha. Bấm cho nó mờ đi ha. Sau đấy mình sẽ bấm cái nút có cái hình tam giác này, để cái máy, cái phần mềm này nó xử lý những cái file này. Thì mình bấm vào đây, nó sẽ hiện ra cái bảng này. Thì mình lại bấm vào cái nút xử lý này. Đấy. Thì đây nó hiện ra là xử lý. Nó sẽ báo cho mình biết là in những cái mẫu này là tốn 6 tiếng 2 phút 59 giây. Thì con số nó sẽ chính xác và nó sẽ dao động cộng trừ 5-10%. Có nghĩa là nó có thể in tới 6 tiếng rưỡi hoặc là nó có thể in khoảng 5 tiếng mấy gì đấy. Nó không tuyệt đối. Thì sau khi mà đã hiện ra cái thời gian này á, thì mình vào cái mục này, Slide View này, chọn đây. Thì đây là từng lớp cắt của cái nhẫn. Cơ bản là nó sẽ cắt cái nhẫn ra thành từng lớp thì nó sẽ in dần. Thì mình chọn ở đây là nút cái này là số mình nhập vào đây, số 12. Được. Cái lớp đế này nó sẽ in 12 lớp. Sau đó nó sẽ chuyển qua in lớp cái nhẫn. Thì mình phải kiểm tra là này. Đấy, 12 lớp thì nó đều như nhau hết. Đây có chỉnh thì nó cũng như nhau hết. 12 11 nè, 12 nè. Nhưng mà qua lớp 13 nó sẽ khác. Qua lớp 13 là bắt đầu nó in cái nhẫn. Đó, thì đây là cái chân của cái nhẫn này. Tại sao mình biết là cái lớp đó là lớp 12 vậy? Tức là mình đã tính toán rồi. Thế mình để 10 lớp được không? Không. Cái số nãy mình đã tính rồi, mình đã nói cái 0.58 đó là mình đã tính hết rồi. Thì mình cứ sử dụng thôi. Thì mình qua cái lớp 13 này chủ yếu mình xem á. Tức là mình đầu tiên mình không cần phải gõ vào cái số 12 đâu gì. Mình cứ mình ấn cộng trừ là được. Vâng. Thì mình coi cái lớp 13 này nó có hiện đầy đủ cái nhẫn lên không. Để tránh trường hợp á, ví dụ như có một cái anh này ảnh bị nhõng lên chẳng hạn. Ảnh bị nhõng lên thì nó sẽ không thấy bên này. Tới lớp 13 thì nó sẽ mất đi một chú. Đấy thì chú đấy sẽ không lên được. Nó sẽ hư đi. Thì mình xem này thì mình biết là hàng này nó đã bị nhõng lên rồi. Thì mình vào đây, mình bấm vào nút này. Đấy, cho nó về vị trí ban đầu. Giờ sau đấy mình gõ vào đây là 0.42. gõ cộng cho nó nhích lên một chút, cho vừa đúng ngay cái lớp 13. Đấy. À. Thì sau khi mình có chỉnh sửa bất cứ cái gì trong này thì mình lại phải bấm vào nút này, chờ nó xử lý lại. Bấm vào xử lý lại. Đó. Sau khi xử lý lại thì mình lại kiểm tra. Đây lớp 13. Đấy. Nó lại đủ. Coi như là ok. Rồi. Thì cái phần mà xử lý file trên máy như vậy á là đã sẵn sàng để in rồi. Còn bây giờ sau khi mình đã xử lý file sẵn sàng rồi thì mình sẽ tiến hành cân cái bàn. Thì mình sẽ chọn cái control này. Cái control này là để điều khiển cái trục bên kia chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Thì trước khi mình nhấn bất kỳ cái nút nào ở trên cái control này á thì mình phải kiểm tra cho kỹ là ông này ông đã được nâng lên hay chưa. Bắt buộc là ông này phải được nâng lên rồi thì mới được sử dụng cái chức năng control đó. Nâng lên khóa lại và ông này là để lỏng và phải ngay ngắn thẳng hàng cái này. Thì sau khi kiểm tra này kỹ càng rồi, cái này rất quan trọng nha. Nếu không kiểm tra mà nó chưa nâng lên mà mình bấm vào đây là có thể hư máy á, thì mình bấm vào cái nút trên cùng này. Khi mình bấm vào cái nút trên cùng này á thì cái máy nó sẽ tự động nó hạ xuống để mình in. Còn những cái nút này ví dụ như mình đây, nó chỉ lên như thế này 10, thì khi mình bấm vào đây thì cái thằng bên kia nó sẽ chạy lên 10.
Đấy, ví dụ ha. Đó. Chạy lên 10. Còn đây mình bấm vào đây thì nó sẽ chạy xuống 10. Thế theo cái mũi tên nó chạy xuống này. Thì bấm vào đây 10. Còn mình nếu mình ấn vào 1 kia nó sẽ chạy xuống 1. Vâng. Thì ở đây nó có một cái nút là nút cộng 50. Nhưng mà cái nút này nó rất là gần với cái thằng này. Cho nên mình đừng bấm vào nút này. Nhỡ tay, mình trượt tay cái mình bấm vào đây khác. Không, nhưng mà đấy là cái nút tự động nữa. Thì mình chỉ nên nhấm vào nút 10 thôi. Đấy, ở trên 10, ở dưới 10, đừng nhấm 50. Chả có gì phải vội, cứ từ từ. Vâng, em thấy có mỗi nút... Đây 10 này. 10 đây 50 này. À, 50 là nút đấy à? À, nhưng mà nếu mình chuột tay thì mình lại bấm lên đây thì nó lại không hay. Không, nhưng mà có nghĩa mình ấn đây được, nhưng cái chỗ này không được thôi gì. Vâng, mình được ngắm, ấn được nhưng mà mình không nên ấn. Lỡ mình chuột tay là, cái nút trên này nó sẽ là nút tự động đúng không? Vâng. Trên cùng nó. Bây giờ mình sẽ nhấm vào cái nút trên cùng này thì nó sẽ chạy xuống. Nhưng mà mình nhắc lại là trước khi ấn vào cái nút này thì cái trục bên kia là đã phải được nâng lên rồi. Phải kiểm tra, đi kiểm tra lại là cái trục đã được nâng lên chưa. Đấy, sau khi nâng lên rồi thì mình bấm. Sau khi nâng lên rồi mình có thể ấn nút tự động này thoải mái không? Vâng, sau khi nâng lên rồi mình nhấn rồi, nhấn. Bên kia nó sẽ tự đi xuống. Còn cái việc mà mình ấn cái nút 10 cộng 10 trừ này sau khi mình nhấn lên thì không ảnh hưởng đâu. Vâng. Thì trong quá trình thao tác thì nó sẽ có những lúc mình cầm nó lên hoặc xuống như đấy. Thì cái đó là mình dự phòng khi mà mình cần đó. Nó cứ từ từ đi xuống đó. À, mình có thể làm thủ công không? Mình phải xem. Mình phải xem, mình phải đứng mình xem nó, mình chỉnh cho thằng này nó ngay ngắn. Đừng để nó quẹo qua quẹo lại. Đấy, ngay ngắn. Ngay ngắn cho đi xuống. Nó khi nó đi xuống hết rồi nó sẽ dừng lại. Rồi, thì nó dừng lại đó ha. Thì sau khi nó dừng lại rồi thì mình sẽ đỡ cái thằng này. Giảm cái này. Giảm cái này. Và mình nhẹ nhàng mình hạ nó xuống. Đấy, mình chỉnh cho thằng này ngay ngắn song song cái cạnh của cái cục nhôm này song song với cái cạnh của cái bệ. Đấy, song song. Rồi mình nhấn cho nó hai cái nó ép sát lại với nhau. Nhấn mạnh mạnh một tí là bây giờ là nó không có thể ảnh hưởng. Tức là mình đã ok rồi, mình đã chỉnh hết rồi, mình nhấn làm sao, mình nhấn khá khá một tí. Đấy. Sau khi mình nhấn rồi thì mình thấy nó sẽ rất là hít. Cái cục nhôm này nó sẽ hít vô cái đáy bể là đúng. Ở dưới, ở đây. Mình cảm chẳng là nó ép xuống rồi. Nó ép xuống rồi nó sẽ có cái lực. Khi mình di chuyển mình sẽ thấy cái lực, thì mình cứ ép xuống cái này. Mình cứ nhịp xuống ở chừng 5-7 lần gì đây. Sau đấy mình sẽ dặn hai bên này cứng luôn. Dặn cứng. Rồi mình sẽ giữ như thế này. Mình sẽ nhấn thế này. Mình giữ hai bên này, mình đè hai cái đầu này xuống. Cái đầu bên trái với cái đầu bên phải mình sẽ đè xuống vậy. Giờ mình dặn cái nút này. Mình sẽ làm. Ừ, giờ mình nhớ quan sát là cái hai cái cạnh này nó song song ha. Cái cạnh của cục nhôm và cái cạnh của đáy bể nó song song với nhau. Nhưng mà chắc nó không thể tuyệt đối được đúng không? Vâng, không cần tuyệt đối. À, không tương đối nữa. Xong mình siết. Tức là cái tay này thì mình vẫn giữ vô cái cục nhôm nó. Tại sao nó vẫn ép xuống? Ép xuống. Và nó không bị sụt sịch trong quá trình mình siết. Thì mình siết nó. Hết. Cỡ luôn. Nếu như mà nó không ép sát xuống là nó sẽ bị hỏng luôn. Vâng, sợ không bị được. Thì mình siết cái này hết cỡ luôn. Thì nó chỉ tới một cái mức độ là như thế này thôi, là nó cứng thôi. Thì có siết nữa thì cũng không siết nổi. Thì như vậy là xong cái phần mà chuẩn bị in. Thì bây giờ mình chỉ bấm là nó sẽ in thôi. Đấy, thì bây giờ mình muốn in thì mình bấm vào cái nút này. Bấm vào cái nút tam giác chỉ play này. Bấm vào thì xong, coi như xong việc. Không còn gì nữa. Mình đến là coi như là chỉ đợi máy làm thôi. Bấm ra rồi mình đi chơi thôi chứ cũng không nên ngồi đây xong rồi
mình bắt đầu mình tái máy rồi mình cứ lặp qua lặp lại thế này, trong lúc nó in thì mình đụng vô máy này, và mình phải lưu ý là con chuột á nó phải xuất hiện trên cái màn hình này. Ví dụ như nó không thể chạy qua đây nè, nó không thể chạy qua đây nó mất luôn. Khi nó chạy qua hết bên này, nó sẽ xuất hiện trên cái máy kia. À, tức là nếu mà nó không ở trong cái phần này xuất hiện sang cái phần này, nó sẽ in ra kia. Vâng, thì nó in con chuột ra bên kia. Nên thì nó sẽ làm hư cái mẫu. Tức là mình sau khi mình ấn in thì mình không phải chuẩn đây. Mình để dưới màn hình. Mình để con chuột ở trên cái diện tích cái màn hình này không sao hết. Mình có thể hạ cái này xuống. Miễn sao con chuột mình thấy được con chuột trên cái màn hình này là ok. Con chuột ở cái phần này được. À. Chứ còn nếu giấu ấy thì mà trong đây, đây giấu đấy, cái này mất tiêu rồi đó. Dạ. Như này là không được. Còn nếu mình để thoải mái thế này được. Ừ, cứ để thoải mái vậy. Xong rồi mình đi thôi. Mình cũng hạn chế trong lúc quá trình nó in mình đừng có tái máy, kéo tới kéo lui nó sẽ ảnh hưởng tới cái vật của mình. Rồi, cơ bản vậy thôi. Xong. Stop.